Vâng, như chị Đinh Hạnh cũng đã biết thì trong cái đợt nắng nóng vừa qua thì liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại các doanh nghiệp, nhà dân và đặc biệt là các tòa nhà chung cư, thiệt hại lớn về người và tài sản. Mặc dù là biết những cái thiệt hại do cháy nổ gây ra nhưng trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay thì nơi mà có không ít những tòa chung cư đa năng thì công tác phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được chú trọng. Vâng, và để giảm thiểu những thiệt hại và kịp thời chấn chỉnh những bất cập tồn tại còn xảy ra về công tác phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm này, thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại buổi kiểm tra định kỳ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 tại khu chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội, một số nhân viên quản lý tòa nhà còn hạn chế về kiến thức phòng cháy chữa cháy, cá biệt có người còn không biết sử dụng bình chữa cháy. Thậm chí có cơ sở thắp hương thờ cúng ngay tại nơi kinh doanh có nhiều hàng hóa vật liệu dễ cháy. Khi thắp hương thì tôi cũng theo dõi và để ý đến cái việc đấy, cũng không xong là chỉ một ngày thỉnh thoảng thắp thôi, ngày rằm các thứ thôi. Cũng biết là có cái sai phạm nhưng mà chúng tôi cũng rất là cố gắng là làm tốt, là theo dõi, là không để xảy ra như trường hợp gì cả. Đoàn kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm về công tác phòng cháy chữa cháy. Một số cơ sở kinh doanh đã trang trí ngăn chia mặt bằng, làm mất khả năng hoạt động của các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, cửa ngăn cháy, hệ thống cáp điện của quạt tăng áp, đèn chiếu sáng sự cố không được bảo dưỡng định kỳ. Hệ thống báo cháy chữa cháy cũng bị lơ là bảo trì nâng cấp. Đặc biệt, lối xả rác trung tâm đặt tại hành lang thoát nạn, hệ thống trục kỹ thuật điện chưa được bịt kín là thiếu sót nghiêm trọng, làm tăng khả năng cháy lan nếu sự cố xảy ra. Đối với công tác của tuyên truyền thì ở khu vực này thì trước đây cũng là kết hợp rất chặt chẽ với cả bên phòng cháy. Đấy, và chúng tôi thường xuyên là tổ chức các cái chương trình mang tính chất là để phổ cập, khuyến cáo. Đấy, tuy nhiên thì cũng phải thừa nhận cái là cái vấn đề mà cái ý thức của người dân. Đấy, trong vấn đề mà cập nhật về các cái vấn đề xử lý vấn đề phòng cháy ấy, thì thực sự nói là cũng chưa được cao. Được biết trong 6 tháng đầu năm 2016, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 đã thực hiện 86 lượt kiểm tra đối với chung cư. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện 213 tồn tại thiếu sót, xử phạt vi phạm hành chính 11 trường hợp với 19 lỗi vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không tổ chức bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy theo định kỳ, thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các yêu cầu của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Cá biệt, có một công trình bị xử phạt do đưa vào hoạt động khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Cái đơn vị tòa nhà như thế này thì thuê cái lực lượng bảo vệ. Những lực lượng bảo vệ này là tuần tra canh gác suốt ngày đêm, cho nên người ta phải có kiến thức phòng cháy chữa cháy. Thế và phải biết vận hành sử dụng thành thạo cái hệ thống phòng cháy chữa cháy ở các cái tòa nhà mà mình được bảo vệ. Trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư, nhất là khu chung cư đa năng, thì ý thức của doanh nghiệp, người dân và phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ chính là giải pháp phòng cháy chữa cháy hiệu quả nhất. Đây cũng là kinh nghiệm thực tế được rút ra từ nhiều sự cố cháy nổ trong thời gian qua. Vì vậy, nâng cao ý thức cho doanh nghiệp, người dân, hỗ trợ các giải pháp khắc phục những thiếu sót của công trình là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và chính những doanh nghiệp, người dân đang sinh sống tại nơi đây.